Nga và Ukraine từ trước đến nay luôn có một mối quan hệ phức tạp. Kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ukraine đen đủi thay lại có vị trí lãnh thổ mang tầm chiến lược đối với Nga, nên không ít lần đã bị đàn áp và rơi vào tình trạng bất ổn. Đỉnh điểm nhất là khi Nga quyết định nổ súng, tuyên bố chiến tranh với cả Ukraine vào khoảng đầu năm 2022. Nhưng tại sao phải cho đến khi Zelensky đương nhiệm tổng thống thì Putin mới bắt đầu khai hỏa? Và tại sao người ta lại bầu chọn cho một diễn viên hài lên lãnh đạo cả một đất nước? Hãy cùng tác giả Minh HD trên Spider Room tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tình hình giữa Nga và Ukraine trước năm 2018. Đầu tiên chúng ta cần hiểu về mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Nga và Ukraine là từ một gốc, có thể coi như là anh em thân tình từ xa xưa. Nhưng kể từ giai đoạn chiến tranh lạnh cho tới nay, các nước phương Tây đối địch với Nga, hay là tổ chức NATO, bắt đầu tiếp cận và tăng cường ngoại giao với cả Ukraine một cách có chủ đích, là để nhắm vào Nga. Cụ thể là vào cuối năm 2008, NATO cho biết Ukraine có thể trở thành một thành viên thuộc tổ chức này. EU cũng có nhiều thỏa thuận nhằm hỗ trợ Ukraine, và rõ ràng là nước Nga, hay cụ thể hơn là Tổng thống Vladimir Putin không hề thích điều này. Tình hình chỉ càng ngày càng căng thẳng hơn, khi mà Ukraine đã chơi Nga một vài vố. Một trong số đó là vụ cắt nguồn dẫn dầu từ Nga và châu Âu vào năm 2008-2009. Tất cả bắt nguồn từ việc Nga và Ukraine không thể thống nhất được thỏa thuận về giá dầu vào năm 2009. Ukraine không thể trả được khoản nợ 1,67 tỷ đô, kèm theo 450 triệu đô phí phạt. Điều này khiến cho Nga buộc phải ngừng cung cấp dầu thông qua những đường dẫn của Ukraine. 18 quốc gia khác thì đều rơi vào tình trạng thiếu thốn và khan hiếm dầu đốt. Còn Nga thì tồn hàng, gây thiệt hại lớn về tài chính đến khoảng 1 tỷ đô. Bản thân người dân Ukraine cũng có những chia rẽ nhất định. Có bộ phận thì muốn chính phủ chơi với NATO, có một bộ phận lại muốn chơi với cả người anh hàng xóm. Tổng thống Viktor Yanukovych nắm quyền vào năm 2010. Ông này muốn ngả về phía Nga và không ngại ngần công khai điều đó. Bởi vậy mà Nga quyết định tài trợ hẳn 15 tỷ đô cho quốc gia này. Nhưng người dân ở Ukraine thì không đồng tình cho lắm. Quốc hội thì cũng như vậy. Biểu tình và bạo loạn xảy ra khắp nơi. Cuộc bỏ phiếu lật đổ Yanukovych nhanh chóng được thiết lập, dù chỉ đạt 72,88% phiếu thuận, trong khi con số cần thiết phải là 75%. Nhưng phía phương Tây lờ đi điều này để hợp thức hóa một cách trắng trợn cho hành động hất cảng Nga này. Ngay lập tức những người dân thuộc phía Tây Ukraine theo Nga đòi ly khai. Hệ quả là Nga đã sát nhập được bán đảo Crimea vào năm 2014. Kèm theo đó còn có thêm một vài cuộc xung đột vũ trang khác xảy ra giữa lực lượng ly khai Donetsk với cả quân đội Ukraine. Còn Yanukovych thì phải chạy sang Nga để được bảo vệ. Trong một tình huống như vậy, quốc hội và người dân ủng hộ chính quyền theo phương Tây cần một người lãnh đạo mới, và người này phải có cùng tư tưởng. Và đó là khi Volodymyr Zelensky xuất hiện. Vậy thì Zelensky là ai? Có thể nói sự nghiệp diễn xuất đã phần nào trực tiếp đưa Zelensky đến với cả chiếc ghế tổng thống. Anh có được bằng luật từ trường Đại học Quốc gia Tài chính Kiev. Nhưng những chiến thắng từ chương trình hài nổi tiếng KVN đã đưa Zelensky tới với cả giới giải trí. Để hiểu rõ hơn thì KVN cũng giống như là gala cười của Việt Nam vậy. Nhưng mà các nghệ sĩ tham gia phần lớn là dân không chuyên. Họ sẽ cùng thi đấu với nhau và sau đó được ban giám khảo và khán giả bầu chọn. Zelensky thành lập nhóm 2 Kvartal 95 vào năm 1997 và đạt được vô số thành công. Các thành viên của nhóm nhận được sự nổi tiếng và đi tour lưu diễn khắp các quốc gia hậu Xô Viết. Tới năm 2003, nhóm này sản xuất một chương trình riêng trên đài 1+1 của Ukraine. Còn riêng đối với cả Zelensky, anh tham gia vào rất nhiều các dự án phim trong nước và nổi bật nhất trong số đó là 3 phần phim Love in the Big City. Vào khoảng năm 2014 đến năm 2015, tình hình chính trị của Nga và Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng, ảnh hưởng đến cả nền văn hóa chính trị cũng như là góc nhìn của người dân về chính quyền. Bởi vậy mà truyền thông càng có vai trò quan trọng trong việc định hình chính kiến của công chúng. Không rõ là may hay rủi, Show Servant of People do nhóm Kvartal 95 sản xuất được phát sóng vào đúng thời điểm đó và nhận được thành công ngoài sức mong đợi. Từ phim ra đến ngoài đời thật, Zelensky thủ vai chính ở trong bộ phim này. Nhân vật của anh là một giáo viên lịch sử làm việc ở trong trường cấp 3. Anh chỉ trích một nhân vật cấp cao của nhà nước về sự thối rữa của chính quyền Ukraine. Toàn bộ những lời chỉ trích ấy được quay lại bởi một học sinh và được upload ở trên YouTube rồi sau đó trở nên viral. Người giáo viên bỗng chốc trở nên nổi tiếng trong một đêm. Các học sinh của anh tổ chức một chiến dịch quyên góp để anh có thể tranh cử tổng thống Ukraine. Và kế hoạch đó đã thành công. Không có một chút kinh nghiệm chính trị nào, nhưng người giáo viên đó vẫn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình như một vị tổng thống, cũng như là quét sạch đến tận gốc sự thối rữa ở trong bộ máy chính quyền.
Show Servant of People ra mắt vào đúng thời điểm nhạy cảm, lại được phát sóng ở trên kênh 1+1, kênh truyền hình lớn thứ hai của Ukraine. Tất cả các tập phim cũng được phát sóng miễn phí ở trên YouTube, nên là độ phổ biến và tốc độ lan truyền là rất lớn. Tới năm 2018, các thành viên của Kovado 95 đăng ký thành lập một đảng phái chính trị, cũng lấy tên là Servant of the People. Nhưng sau đó, theo lời của Zelensky, anh không có ý định chen chân vào chính trường, chỉ đăng ký để không ai có thể sử dụng cái tên này với mục đích trục lợi cá nhân. Nhưng mà khi đó, tin đồn Zelensky đang chuẩn bị tranh cử lại bắt đầu lan rộng. Những nghi ngờ bắt đầu được dập tắt khi Zelensky chính thức thông báo chiến dịch tranh cử của mình vào đêm giao thừa bước sang năm 2019. Từ một kẻ ngoại đạo, anh chính thức trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc chạy đua đến chiếc ghế tổng thống. Các chiến dịch của Zelensky hầu hết được tiến hành ở trên mạng, tận dụng tối đa các nền tảng truyền thông hiện hành bao gồm YouTube, Instagram và Twitter. Đối với phần nhỏ các chiến dịch quảng bá kiểu truyền thống, anh tận dụng tối đa thế mạnh của mình, thực hiện các tour kiểu stand-up comedy cùng với cả team Kovado 95. Zelensky xây dựng cho mình một hình ảnh giống như nhân vật mà anh thủ vai trong show Servant of the People, hướng đến mục tiêu xây dựng lại bộ máy chính quyền mục rữa và củng cố lại lòng tin của dân chúng. Với chiến dịch xây dựng hình ảnh hiệu quả, hứa hẹn đảm bảo những thay đổi có lợi cho nhân dân, Zelensky dễ dàng vượt qua vòng tranh cử đầu tiên, đánh bại cựu tổng thống Poroshenko. Sau đó anh nhận được 73% lượng phiếu bầu so với 25% của Poroshenko để chính thức ngồi vào chiếc ghế tổng thống cao nhất kể từ khi Ukraine trở thành quốc gia độc lập. Đương nhiệm và ảnh hưởng tới cục diện của thế giới. Zelensky khẳng định là sẽ yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, ám chỉ vụ Crimea năm 2014, đồng thời dũng cảm duy trì lập trường gắn bó với cả phương Tây và quay lưng với cả Nga, thúc đẩy trao đổi tù nhân giữa các phe phái đối lập, rút quân đội và vũ khí ra khỏi vùng giao tranh, khôi phục lại hoạt động của những diễn đàn cao cấp. Đó là những gì mà Zelensky có thể làm được sau một năm cầm quyền. Tuy nhiên, những gì mà người dân mong muốn lại là chấm dứt nội chiến và ly khai, cũng như là cải thiện quan hệ giữa Nga và Ukraine. Ngay cả công cuộc dọn dẹp chính trường, Ukraine đi vào bế tắc khi vai trò và ảnh hưởng của giới tài phiệt và kinh tế tư nhân vẫn là quá lớn. Những gì mà Zelensky làm được là chưa đủ để dân chúng hài lòng. Người dân Ukraine dần bị đưa xuống mặt đất và trở lại với cả thực tại. Khó khăn và thách thức lớn nhất của Zelensky là nguy cơ chính phủ sẽ cạn kiệt nguồn tài chính. Kinh tế Ukraine rơi vào khủng hoảng. Bloomberg còn xếp Ukraine là quốc gia châu Âu nghèo nhất vào năm 2020. Quỹ tiền mặt quốc tế IMF ra điều kiện là quốc hội Ukraine phải thông qua một bộ luật ngăn tòa án dùng phán quyết để trả lại các tổ chức ngân hàng và tài chính bị quốc hữu hóa vào thời khủng hoảng tài chính và nợ công. Nói cách khác, nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, người sở hữu đài truyền hình 1+1, cũng là người đã giúp cho Zelensky bay từ lĩnh vực giải trí sang chính trị, giờ đang muốn giành lại ngân hàng của mình bị mất vào tay chính quyền khi xưa. Nếu thỏa mãn yêu cầu này, Zelensky chắc chắn sẽ bị người dân cho lên giàn thiêu, bởi vì ông đã trở thành chính những gì mà ông hứa sẽ diệt trừ. Bởi vậy, Zelensky đã đi thêm một nước đi rất dũng cảm, đó là kêu gọi sự trợ giúp của NATO, cụ thể hơn là vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. Zelensky nộp đơn đăng ký xin vào tổ chức NATO. Điều này khiến cho Moscow không hề vừa ý và là một trong những lý do khiến cho Putin dùng đến biện pháp cực đoan nhất. Hành động này của Ukraine phần nào đã phá vỡ thế cân bằng giữa Nga và phương Tây, bởi vì Ukraine là phòng tuyến cuối cùng của Nga trước sự mở rộng về hướng đông của NATO. Đầu năm 2021, Nga bắt đầu đưa quân sự và xây dựng lực lượng quân sự ở trước biên giới Ukraine. Đến đầu năm 2022 thì chính thức nổ súng. Bất chấp tất cả các lệnh trừng phạt từ phía phương Tây, sau 9 tháng kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, Nga chiếm được 20% lãnh thổ của Ukraine. Số lượng dân tị nạn của Ukraine cũng đã lên tới 7,8 triệu người, trở thành cuộc di cư lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Zelensky bỗng chốc trở thành người lãnh đạo thời chiến. Trong tình thế ấy, dân chúng Ukraine lo sợ rằng ngài Tổng thống sẽ nhanh chóng đầu hàng và bỏ chạy của cuộc chiến tranh khi phải đối mặt với một trong những siêu cường của thế giới. Nhưng mà không, Zelensky đã làm khá tốt công việc của mình, khác hẳn so với khoảng thời gian trước khi Nga thực hiện những hành động quyết liệt. Anh ở lại Ukraine, bỏ qua lời đề nghị của Mỹ có thể đưa mình ra khỏi đất nước nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh củng cố niềm tin và thuyết phục mọi người chiến đấu cho tự do của đất nước, đồng thời cũng nỗ lực thực hiện các chính sách hỗ trợ và bảo vệ cho những người dân bị mắc kẹt trong trận chiến. 4.000 trung tâm hỗ trợ đã được thành lập, cung cấp những điều kiện sinh hoạt thiết yếu như là điện, nước, thức ăn và chỗ ở cho dân thường. Đồng thời cũng kêu gọi sự trợ giúp từ nước ngoài và công chúng trên toàn thế giới. Xây dựng hình ảnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga như là một cuộc chiến giành lại sự tự do cho dân tộc,
thoát khỏi áp lực từ cường quốc láng giềng một lần và mãi mãi. Cũng nhờ những chính sách này mà Zelensky trở thành Person of the Year của tạp chí Times và Tổng thống vĩ đại nhất của Ukraine do người dân mình chọn. Đến hiện tại, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu đi vào giai đoạn thứ 3. Nga đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm thôn tính 4 khu vực đã chiếm đóng từ trước. Trong khi đó, Zelensky đã phản hồi: thế giới sẽ không bao giờ tha thứ nếu như Putin bấm nút phóng tên lửa hạt nhân. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán một khi ông ta còn nắm quyền. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Zelensky tới thăm Hoa Kỳ. Đây là chuyến công du đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tranh nổ ra. Chuyến viếng thăm này mang lại ý nghĩa lớn và có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến, bởi vì Joe Biden đã chấp thuận yêu cầu hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine, báo hiệu sự phức tạp cho giai đoạn sau của trận chiến. Vẫn còn tương đối nhiều cuộc tranh cãi nổ ra trên toàn thế giới. Có người coi cuộc chiến tranh là cần thiết để Ukraine hoàn toàn thoát lập khỏi lực lượng Nga. Một phần khác cho rằng nếu cuộc chiến nổ ra thì Ukraine vẫn sẽ phải bị lệ thuộc vào phương Tây, trả giá theo sau đó là sinh mạng của những người dân vô tội. Và điều này là hoàn toàn có thể né tránh được nếu như Zelensky thực hiện những quyết định sáng suốt hơn. Nhưng riêng đối với người dân Ukraine, việc Zelensky trở thành tổng thống có ý nghĩa lớn và đã đề cao chủ nghĩa dân tộc, thứ mà Ukraine đã cố gắng hướng tới kể từ khi độc lập cho tới nay. Vậy liệu việc Zelensky trở thành tổng thống có phải là một điều gì tốt, hay đây chỉ là một tai nạn không đáng có? Các bạn hãy comment ý kiến của mình ở phía bên dưới nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!